cái đậu đi. Con ra con rủ bạn xoài lên đậu đi. Đậu ơi, có lên thử không? Đậu lên đây nhá. Đậu, đậu lên đây. Đậu. Đậu lên. Bố lên với đậu, bố lên đây, với đậu. Bố lên với đậu nhá. Đi, đi với bố nào. Bố với đậu chơi nè. Đúng rồi, hay. Nào. Rồi bây giờ mình bước chân phải vào nào. Chân phải đâu? Chân phải đâu? Rồi thì bây giờ con dẫm đi. Nào đậu ơi, mày dậy chân trái lên, đâu? Đậu lên. Chân trái đâu nhỉ? Đậu lên. Tay trái đâu? Tay phải đâu? Thế chân trái đâu? Chân trái đâu? Hay xài lên phải chỉ cho đậu đi. Xài không cần chơi, xài lên phải chỉ cho đậu. Phải chỉ đậu dẫm ở đây. Chân này, xài lên phải bảo là dẫm ở đấy. Nhá, ok. Không cần, không cần chơi. Đây này, đây này, đây này, đây này, thầy, con nhìn thầy này, con nhìn thầy này. Đấy, bạn cam lên. Con nhìn thầy qua phải nhá. Nào, con dẫm đi, con dẫm vào đi. Đây đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Tiếp nào. Hey, cam dắt tay đậu đi đi. Cam dắt tay đậu đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp nào. Tiếp nào. Thế tay trái đâu? Chân nào, chân nào, chân nào. Tay trái cơ mà. Tay trái, cái ngón này này, mình ở ngoài này. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng cam rồi. Cam bỏ ra để cho đậu làm cho này. Cam bỏ ra cho đậu làm nào. Đúng rồi. Tay phải đâu nhỉ? Tay phải đâu nhỉ? Cái ngón này này con. Đây, chỉ có một mình cái này thôi. Chân này có đúng không? Có đúng chưa nhỉ? Chân này đúng chưa? Xoài, xoài. Gái đậu. Xoài, lên giấy với bạn này con. À, đúng rồi, chân này là đúng rồi. Nào. Thế, chân này dẫm chân nào lên nhỉ? Rồi. Rồi. Đúng rồi mà. Đậu và cam đều đã hoàn thành thử thách của chương trình. Còn xoài thì sao ta? Chắc bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ổn định để mình chơi game luôn nha. Thầy là khóc à? Hả? Thầy là khóc. À, xoài đang khóc à? Xoài thôi thì xoài mệt rồi. Xoài mệt rồi, thôi ngồi đây, con mình ngồi đây xem các bạn nghỉ nhá. Chắc là xoài có một chút mệt mỏi nên đã né tránh thử thách đây mà. À, các bạn có đôi tất đâu nhờ? Ô, đôi tất của thầy rất là to. Đúng rồi, các bạn có đôi tất chưa? Chúng ta sẽ cho hai chiếc tất này chập với nhau. Đấy, các bạn thấy không? Còn đúng một chiếc thôi này. Đấy, chồng lên nhau này. Chồng lên nhau, chỉ còn một cái thôi. Biến hai cái thành một cái. Biến hai cái thành một cái. Chính xác, bạn So làm đúng. Giỏi quá. Chính xác, bạn làm đúng rồi. Sau đó thì chúng ta cuộn lại. Cuộn từ dưới mũi chân lên. Cuộn như cuộn nem. Làm nhanh 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 nhanh. Chỉ cho đậu làm đi con. No. Cam chỉ lại cho đậu làm đi con. Đúng rồi. Đậu đây. Đó, nào, nhìn bạn Cam, bạn ấy dậy cho. Cái này vào trong. Nào, đấy. Chính xác. Dạ. Wow, nhanh quá. Rồi, xong rồi. Lùm lồng nó ra ngoài.
thổ. Này bạn ơi, đừng vội rời đi, hãy ấn subscribe ở phía bên trái và xem thêm hai video thú vị ở phía bên phải nhé.